Xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Nga Vlog. Thì hôm nay Vinh Nga sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái video, đó là cái loại phân tốt nhất bón cho cây hoa hồng mùa hè, kích mầm, kích rễ và bật mầm gốc. Thế thì Vinh Nga nói là nó có cái dẫn chứng và cái thực tế, xong một lát nữa thì Vinh Nga sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn. Lý do để mà chia sẻ cái video ngày hôm nay đó là gì? Trong video trước Vinh Nga đã chia sẻ một cái video là loại phân tốt nhất cho cây hoa hồng non, kích mầm, kích rễ và bật mầm gốc. Thế nhưng cái video đó, cái loại phân của giai đoạn 1 trong cái video đó thì là nó thích hợp hơn trong khi chúng ta trồng cái cây hoa hồng vào mùa đông, mùa thu và mùa xuân. Thế còn sang mùa hè, có rất nhiều bạn đã gửi tin nhắn đến cho Vinh Nga hỏi là tại sao cây của em tự nhiên nó chút lá, nó vàng lá, nó không bật mầm được, hoặc nó lì như thế cả tháng rồi nó không lên mầm. Thế thì thưa các bạn là bước sang cái mùa hè, tự nhiên trời đang mưa rất là nhiều, tự nhiên chuyển sang nắng rát. Đấy, thì cái cây hoa hồng của các bạn nhiều lúc nó không thích nghi được. Đấy, nó không thích nghi được. Đồng thời vào sang mùa hè thì cũng nắng lắm, mưa nhiều. Chính vậy cho nên cái giá thể của các bạn ở dưới đất nó cũng có thể biến đổi. Những người mà trồng cây hoa hồng ở dưới đất thì nó rất là đơn giản các bạn nhé. Để mà chăm một cây hoa hồng dưới đất khi mà mùa hè thì thực sự là nó không khác gì với mùa đông, mùa xuân là mấy. Thế nhưng sang như chúng ta trồng cây hoa hồng trong chậu thì cái chăm sóc của nó lại phải khác. Đấy, chính vì thế cho nên là các bạn hỏi Vinh Nga là sao nó tụt lá, nó thích nghi điều kiện thời tiết không kịp thì nó tụt lá, hoặc nó bị nắng nóng, cái rễ non của nó hoạt động kém thì cái cây của các bạn nó bị thiếu hụt dinh dưỡng, nó chút lá để đỡ mất nước trong cái mùa nắng. Nhưng nếu các bạn chăm tưới đúng theo những hướng dẫn trước của Vinh Nga, ví dụ như là quy trình bón phân chăm sóc này, rồi tưới nước cho cây hoa hồng mùa hè này, thì đảm bảo với các bạn là cây hoa hồng của bạn sẽ lại lên bình thường. Và sử dụng cái loại phân nào để cho cái cây hoa hồng của các bạn nó phát triển tốt thì bây giờ ngay sau đây Vinh Nga sẽ chia sẻ đến cho quý vị và các bạn, và Vinh Nga cũng sẽ hướng dẫn luôn cho quý vị và các bạn cái cách bón tưới nó như thế nào. Thế còn xin phép quý vị và các bạn, những người đã đi qua kênh của Vinh Nga rồi, đã biết về kênh của Vinh Nga rồi thì các bạn thì Vinh Nga không cần phải nói nhiều nữa. Thế nhưng mà những bạn nào mà chưa hoặc là bây giờ mới bắt đầu mới biết đến kênh YouTube, kênh YouTube của Vinh Nga thì Vinh Nga muốn dẫn chứng một chút từ cái loại mầm. Đấy, từ cái mầm bây giờ các bạn có thể xem những cái mầm của Vinh Nga sau khi thử nghiệm cái loại phân này bón thay cho giai đoạn 1 trong cái video 3 giai đoạn bón NPK cho cây hoa hồng, thì cái cây hoa hồng của Vinh Nga nó đã phát triển lên như thế nào. Thưa các bạn, đây là những cây hoa hồng trong cái video cắt tỉa hoa hồng mùa hè của Vinh Nga. Hiện tại giờ mầm đã lên như thế bạn nhé, nó vươn cũng tương đối là dài đây các bạn này. Đó là Vinh Nga đã thay cái loại phân của mùa hè cho cây hoa hồng, và các bạn nhìn là mầm nó như thế này các bạn nhé. Đây, nó đều một lượt mầm như thế này. Và ở những cây hoa hồng non thì sao ạ? Thì Vinh Nga cũng đã nói là hôm vừa rồi Vinh Nga phun nó hơi bị nặng thuốc nên cái lá nó hơi chun, nhưng mà cái độ vươn của cành thì nó vẫn vươn đây các bạn nhé. Đây, cho các bạn xem một chút về cái Vinh Nga bón tưới như thế. Thì phần mầm gốc đây các bạn nhé, các bạn nhìn đây. Đấy, thì Vinh Nga sẽ dẫn chứng thêm một vài cây nữa. Những cái cây ở ngoài này Vinh Nga còn chưa thay chậu được, nó còn đang lì đất đây, mầm gốc các bạn nhé. Thì có nhiều người nói là mùa hè thì cây hoa hồng nó không lên mầm gốc, thế nhưng mà Vinh Nga cho các bạn xem cả mầm gốc và mầm cành nữa. Đây các bạn nhé, đó là mầm gốc các bạn nhé. Đây các bạn này, cây hoa hồng rất nhỏ trong mùa hè nắng. Đây các bạn nhé, đây là những cây hoa hồng non. Và cái nhà của Vinh Nga thì nó ở hướng Tây, chính vì vậy cho nên là nó cũng nắng rất là nhiều. Thế thì Vinh Nga quay vào mùa hè này thì cái tạp âm nó cũng sẽ nhiều hơn, để do tiếng Vinh Nga không có cắt ghép video cho nên là nó như vậy. Đây các bạn nhé, đây là cái này của Vinh Nga, nó bị hôm vừa rồi bị trĩ nhẹ một chút mà nó cong cái đầu này xuống mất, thì bắt đầu nó bật mầm như thế này. Đấy, cho các bạn xem là như vậy. Đây các bạn, đấy, mầm lá hoa đây các bạn nhé. Và đây là mầm của cây
Đây ạ, Sambaron nó đang kết nụ rồi các bạn nhé. Đấy, cái gà phun nó hơi bị nặng thuốc hôm vừa rồi. Đây, mầm của cây vân khôi các bạn nhìn nó vẫn vươn dài như thế này, nó mới kết nụ rồi các bạn. Đây, vẫn như dòng muống đây các bạn nhé. Đấy, đây ạ. Thế thì và đây ạ, các bạn nhìn ạ, cho các bạn xem là mầm nó như thế này. Mầm vân khôi nó màu trắng nên là các bạn nhìn dưới nắng thì nó cũng hơi nhạt một chút. Còn là hồng đào đây, hồng đào dưới nắng đây các bạn nhé, màu vẫn rất là đẹp, không phải cháy cánh cháy lá gì như các bạn nói là mùa hè nó cháy cánh cháy lá đâu các bạn nhé. Đấy, thế thì còn đây là một cái mầm gốc của cây hoa hồng bên này. Đây, hoa nở tàng bên gàm chưa ấy đây các bạn này. Đây, hoa này là nở được 3 ngày các bạn này. Đấy, đây là mầm gốc này các bạn. Đấy, mầm gốc của bên gà đây các bạn. Đây ạ. Đó. Đó, thì các bạn thấy là Vinh Gà đã thử nghiệm phân, và khi các bạn hỏi về vấn đề phân bón và cái chăm sóc mùa hè thì Vinh Gà đã chia sẻ đầy đủ rồi. Và Vinh Gà thử nghiệm thêm một cái loại phân này nữa để cho các bạn các bạn nhìn là đấy, của Vinh Gà giờ này đã nắng như thế này. Nó nắng cho đến 4 giờ chiều, 5 giờ chiều luôn các bạn. Nhà Vinh Gà ở hướng Tây. Khi mặt trời vượt qua cái mái nhà này, khi mặt trời vượt qua mái nhà là nắng cho đến lúc nào trời tối luôn các bạn. Đây mầm đây các bạn nhé, có dài như thế này các bạn nhé, không có vấn đề, không ảnh hưởng gì bởi trời nắng nếu các bạn mà chăm sóc đúng. Đây là cây non này các bạn này, mầm của cây non này. Đấy, nó bị Vinh Gà phun thuốc nặng đấy, nó thế. Còn hoa đây không có vấn đề gì các bạn nhé, cánh không bị cháy bị diệt gì đâu. Đó, các bạn nhìn màu rất là đẹp. Đây, hoa đấy. Đây là bạch cà. Thế thì bây giờ Vinh Gà sẽ nói về phân. Vinh Gà có cả một cái thùng phi như thế kia để trộn phân này các bạn. Ở đây là Sơn La. Bông Sơn La của Vinh Gà mùa này nó cũng nhỏ nhỏ thôi, do cái cây này Vinh Gà ghép đây các bạn, ghép. Thì đây thưa các bạn là mùa nắng, mùa hè mùa thu thì Vinh Gà đã hướng dẫn quý vị và các bạn là bón cái loại phân này. Thế nhưng các bạn để ý cho Vinh Gà là cái thành phần của kali nó tương đối là cao. Thế thì mùa này các bạn muốn nó vươn mầm dài, kích cho nó vươn mầm dài thì các bạn hạ thấp cái hàm lượng này xuống. Và đặc biệt là hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ cho các bạn một cái loại phân mà sử dụng cho cái mùa hè nắng nóng cho cái cây hoa hồng, và nó có rất nhiều cái rất tốt được nhà sản xuất người ta ghi ở trên bao bì, và các bạn có thể áp dụng sử dụng nó. Thế thì các bạn thay cho Vinh Gà, các bạn nhớ là thay cái giai đoạn 1 cho Vinh Gà bằng cái loại phân mới hôm nay Vinh Gà chia sẻ, hoặc các bạn có thể là các bạn tưới một lần cái phân của cái giai đoạn 1 cũ như Vinh Gà hướng dẫn thế này, và các bạn có thể tưới thêm cái này. Và Vinh Gà chưa nói đến nó là cái loại gì, mà Vinh Gà sẽ cho các bạn xem cái này các bạn đọc này. Đây, Vinh Gà sẽ để máy cho các bạn có thể đọc nó ấy hơn. Da rễ mạnh, chống nghẹt rễ, vàng lá, chết cây non, tăng khả năng đẻ nhánh, nảy chồi, phát triển thân, khử chua, tăng độ tơi xốp, nâng cao độ màu mỡ của đất, giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế. Đó là các bạn thấy là Vinh Gà đã cho các bạn xem cái này. Và bây giờ các bạn nhìn cái thành phần của nó đây ạ. Đó. Thế thì đây là gì? Các bạn nhìn vào cái phần công dụng của nó là như vậy thì các bạn đã biết là nó tốt như thế nào đối với cây của mùa hè. Thì ở chúng ta khi mùa hè là cái rễ của nó đã kém phát triển rồi này. Đấy, và cái thường thường là cái giá thể của bạn mà bị nghẹt rễ, bị bó chặt, bị rẽ thì nó chống cái nghẹt rễ là cái này đây các bạn. Đấy, vàng lá của các bạn, chút lá vàng lá về mùa hè đây các bạn. Chết cây non, đấy. Đây là những cái mà các bạn rất cần cho cái cây hoa hồng của các bạn trồng trong chậu. Và những bạn nào trồng cây hoa hồng dưới đất trong vòng từ 1 năm đến 2 năm trở đi thì các bạn sử dụng cái loại này, nó rất là tốt.
tăng khả năng đẻ nhánh. Đó, tức là kích mầm đấy các bạn. Nảy chồi, phát triển thân lá. Đó là những cái điều mà chúng ta rất cần cho cây hoa hồng trong mùa hè. Đấy, thì các bạn khi các bạn sử dụng, nếu mà các bạn thấy là cái đất của các bạn, cái cây của các bạn hay bị cháy lá này kia cái nọ đấy, nó là cái bị cái đoạn này đấy các bạn. Đấy, chính vì vậy cho nên hôm nay Vinh Gà muốn chia sẻ với các bạn cái mà cái phân loại phân này nó làm được. Cái mà loại phân này nó làm được thì Vinh Gà đã chia sẻ cho các bạn, vừa cho các bạn thấy rồi. Thế thì các bạn sử dụng nó bón tưới như thế nào? Thế thì cũng có rất nhiều người nói là trong cái mùa này, đấy, trong cái mùa này thì không có sử dụng được NPK với lại lân. Thế nhưng mà Vinh Gà đã cho các bạn thấy là Vinh Gà đã sử dụng và Vinh Gà đã làm. Thế còn kể cả là dưới nắng thì cái cây hoa hồng của Vinh Gà, bạn nếu mà bạn nào chưa tin tưởng, các bạn có thể vào xem trong Facebook của Vinh Gà và Zalo của Vinh Gà, có rất nhiều các bạn mà đã theo dõi kênh YouTube của Vinh Gà lâu nay thì các bạn đã làm được thành công, và ngay cả mùa hè các bạn cũng khoe mầm khoe nụ rất là tốt. Thế thì đó là cái mà Vinh Gà muốn truyền tải đến các bạn, những cái điều mà giữa người chơi với người chơi có thể chia sẻ với nhau để các bạn có thể là làm tốt hơn, chăm sóc cái cây hoa hồng của các bạn nó đơn giản hơn, không cần phải cầu kỳ quá mà vẫn có được một cây hoa hồng đẹp. Bây giờ Vinh Gà sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái cách tưới cái phân này như thế nào các bạn nhé. Tưới cái phân này, bón tưới cái phân này như thế nào trong mùa hè. Và các bạn, nếu các bạn làm đúng những hướng dẫn của Vinh Gà mà cái giá thể của các bạn làm chuẩn thì Vinh Gà đảm bảo với các bạn là cây của các bạn sẽ đẹp. Đấy, thế thì đây là cái thùng sơn 20 lít các bạn nhé. Đây là cái thùng sơn 20 lít. Thì các bạn đổ vào đây. Vinh Gà thì Vinh Gà, bây giờ Vinh Gà đổ hẳn vào cái thùng to, cái Vinh Gà ngâm phân đó. Thì ngâm đó thì cái phân của các bạn khi nó đã tan vào trong nước, nó giữ ở trong cái thùng nhựa đấy. Các bạn lấy cái gì các bạn đậy lên trên là nó không bốc hơi mất của các bạn. Thì nó sẽ không có mất đi cái thành phần nào cả. Nên các bạn không phải lo về cái vấn đề là hòa trước, ngâm trước hay ngâm sau. Các bạn có thể ngâm sẵn đó để cứ 4 ngày, 5 ngày các bạn tưới một lần cũng được, không vấn đề gì. Đó là cái cách mà Vinh Gà vẫn thường làm. Thế thì các bạn nhớ là cứ cái thùng sơn 18 lít đây ạ. Vinh Gà cho các bạn xem là cứ thùng sơn 18 lít thì các bạn đổ cho Vinh Gà, các bạn đổ cho Vinh Gà cái 18 lít, 20 lít các bạn đổ 18 lít nước và bốc vào cho Vinh Gà hai nắm phân như cái nắm tay như thế này các bạn nhé. Hai nắm như thế này, như Vinh Gà nắm này. Thì các bạn cho vào trong thùng này các bạn ngâm để các bạn tưới. Các bạn có khoảng cái chục, 20 cây hoa hồng thì các bạn chỉ cần là hai cái thùng hoặc một cái thùng là các bạn đã tưới đủ rồi. Đấy, thế thì cái loại phân thì nó như thế này, cái màu của nó vẫn là màu này các bạn nhé. Nó vẫn là màu như thế này các bạn nhé. Đấy, cái tên phân rồi nhãn bao là Vinh Gà đã đưa rồi. Các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn của Vinh Gà như vậy và các bạn tưới. Thế thì ở đây Vinh Gà đã ngâm ở trong cái thùng kia, Vinh Gà múc ra và bây giờ Vinh Gà sẽ hướng dẫn các bạn tưới là như thế nào. Đấy, bây giờ Vinh Gà sẽ cầm máy để hướng dẫn các bạn tưới luôn trực tiếp trong video này để các bạn có thể là thực hiện ngay, không cần phải là tìm thêm những cái video khác nữa. Ví dụ như ở cái cây như thế này, nó gọi là cây tầm nhỏ vừa. Thế thì các bạn có thể tưới cho Vinh Gà là đây, các bạn có thể tưới, các bạn tưới xung quanh như thế này các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn tưới cho Vinh Gà cái cây như thế này, cái chậu như thế này, các bạn tưới cho Vinh Gà 1k. Sau cái hướng dẫn của Vinh Gà về các cái ngâm phân, các bạn ngâm phân. Cây như thế này các bạn cũng tưới 1k như thế này. Đây. Các bạn nhìn đây. Đấy, nếu cái cây như này các bạn cũng tưới cho Vinh Gà 1k như thế này. Đấy, và cái cách để tưới trong mùa hè khi mà chúng ta hướng dẫn thì trong mùa hè thì các bạn Vinh Gà đã hướng dẫn rồi. Thế cây nhỏ hơn, ví dụ như cây này. Đấy, ví dụ như cây này các bạn có thể tưới cho Vinh Gà là 1/3k. Đấy, 1/3 cái k. Như thế này, đấy. Thế còn cái cây lớn như cây này thì các bạn có thể tưới từ một, như chậu này các bạn có thể tưới từ 1k rưỡi cho đến 2k. Đấy, các bạn nhìn là Vinh Gà tưới như thế, từ 1k rưỡi cho đến 2k các bạn nhé. Đấy, thế còn nếu như cái cành chiết của các bạn từ 1 tháng rưỡi trở lên thì các bạn tính cho Vinh Gà là tưới. Đây, ví dụ như từ 1 tháng rưỡi trở lên cái cành chiết của Vinh Gà đây thì các bạn tưới cho Vinh Gà là gì? 1/4k các bạn nhé, 1/4k.
như thế cho nó dễ để cho các bạn khỏi phải tính đến cái là các bạn tưới như thế nào và các bạn sợ nó chết như thế nào. Thì Vinh Gà đã hướng dẫn các bạn đấy từ cây nhỏ cho đến cây lớn, cho đến những cái cây vừa vừa, và các bạn sẽ thực hiện cái cách bón tưới như vậy để cho cái cây hồng của các bạn nó lên đẹp. Đấy, Vinh Gà sẽ hy vọng là các bạn, những bạn mà theo dõi kênh YouTube của Vinh Gà thì bạn sẽ luôn luôn có những cây hoa hồng đẹp, có nhiều mầm nhánh như thế này. Đây các bạn nhìn là nó từ ở dưới gốc, đấy, mầm nhánh của nó từ dưới gốc cho lên đến tận trên ngọn các bạn nhé, rất là dày các bạn, chứ không phải là ít mầm đâu. Bạn cho các bạn xem cái cây này nữa. Đây các bạn nhìn cái cây trên cao của Vinh Gà đây, các bạn nhìn màu đỏ đấy, với lại vì nắng bây giờ nó phản nắng mà Vinh Gà khó quay cho các bạn. Thế thì trên đây là Vinh Gà đã hướng dẫn cho các bạn là gì. Thứ nhất là một loại phân mới để các bạn thay cho cái cây hoa hồng vào tưới vào mùa hè, và để giúp cho nó kích mầm, kích rễ, chống nghẹt rễ, chết cây non, đẻ nhánh, bật mầm. Thế thì các bạn sử dụng, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn, thực ra để mà nói là các bạn mà 10 cây 20 hoa hồng, các bạn mua cái loại phân này nó ít, nó 1-2 cân, nó không đáng bao tiền cả. Các bạn tưới cả tháng trời các bạn. Thế còn cái cách tưới, cách pha phân như thế nào để cho các bạn dễ làm nhất thì Vinh Gà cũng đã chỉ các bạn rồi. Vinh Gà không nói về cái gam lạng nữa vì nói thế nó trừu tượng nhiều bạn, là chả nhẽ bây giờ mình có mấy cây hoa hồng đem phân ra cân, nó không ra cái nào mà cái cân của chúng ta thì không thể mà để cân được cái vài gam vài lạng thì nó rất là khó. Thế thì Vinh Gà đã hướng dẫn một cái cách nôm na nhất để cho quý vị các bạn có thể làm được. Cái cách tưới cho từng cây như thế nào thì Vinh Gà cũng đã hướng dẫn quý vị rồi. Bây giờ Vinh Gà xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà Vlog. Các bạn xem video mà cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì mong các bạn cho Vinh Gà xin một nút like, một nút chia sẻ video. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mong là các bạn đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên nhấn chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video sắp tới của Vinh Gà.